Bạn ơi, con mới học từ từ vựng tiếng Việt rất hay. Con đố bạn ơi phải trả lời nhanh. Trời ơi, tôi già rồi tôi quên trả lời cái gì. Dạ, đúng rồi. Gạo con trên cây gọi là gì? Nhớ cái đầu rồi. Gạo con trên cây gọi là gì? Con nói tiếng Việt mà nội không rõ rồi nó trả lời. Dạ. Gạo. À, còn trên cối. Gạo còn trên cối. Cối. Cối là gì? Cối đâm. Gạo còn trên cây. Gạo còn trên cây gọi là gì? Này là rứa. Làm sao vậy? Không hiểu. Con lúa. Vậy. Lúa. Lúa. Ôi. Thứ hai. Rứa đã thu hoạch gọi là gì? Lúa đã thu hoạch. Là thóc. À, lúa là gọi là thóc, đúng rồi. Yeah. Khi đã cắt vỏ gọi là gì? Gọi là gạo. Dạ đúng rồi. Gạo nấu lên rồi là cơm. Đúng rồi. Gạo nấu với thật nhiều nước thành gì? Là cháo. Đúng rồi. Gạo nấu cho cháy lên gọi là gì? Cơm cháy. Gạo nấu quá lửa gọi là gì? Cái gì quên từ tiếng Việt rồi ta? Gọi là con khe. Con khe. Gạo nấu trong niêu gọi là con niêu. Đúng rồi. Gạo nấu trong ống giang gọi là gì? Là gạo lam. Đúng rồi. Hấp trong lá sen gọi là hấp trong lá sen. Cơm sen. Cơm hấp lá sen. Cơm hấp lá sen. Gạo nấu nhiều dầu ăn. Có nhiều dầu ăn đâu có. Thì nấu nhiều dầu ăn. Nhiều dầu ăn. Cơm chiên. Đúng rồi. Trời ơi, con nói tiếng Việt không có hiểu. Con nói tiếng Việt lúa, con nói là lửa. Anh sao bà nội biết lửa là gì? Hả? Nhưng mà bà nội vẫn hiểu mà. Biết đâu là bà nội không hiểu.